Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy khiến 56 người tử vong. Đây, đây là bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Đấy, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngày 13 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn theo báo Công an Nhân dân. Đây là một cái mà phải nói lần đầu tiên chúng ta phải nói là đau lòng. Đau lòng cho cái việc mà rất nhiều người thiệt mạng. Rất nhiều người thiệt mạng các bạn ạ. Thế nhưng mà chúng ta cùng nhìn ở các góc nhìn khác nhau, góc nhìn của người sử dụng, người đi thuê, góc nhìn của người xây dựng, góc nhìn của cơ quan chức năng, góc nhìn của chủ nhà, góc nhìn của kinh tế, góc nhìn của luật nhân quả. Đấy, góc nhìn rất nhiều góc nhìn. Thế thì mình lấy ra một cái góc nhìn đơn giản thôi, đó chính là cái việc đầu tư kiếm lời về kinh tế. Cái căn nhà này thì xây từ năm 2015, đến năm nay là đã 8 năm rồi các bạn ạ. Và nếu chúng ta nhìn ở góc độ là nhà đầu tư chủ nhà ấy, chúng ta xây xong chúng ta bảo là à ngon rồi, lợi nhuận rồi, gần 10 năm nay rồi, ai biết đấy là đâu đâu. Nhưng khi mà cái nó sự việc nó xảy ra như này ấy, nó làm cho chúng ta rất là đau lòng, đúng không các bạn? Rất đau lòng. Thế thì câu chuyện để mà nói đến là gì? Chúng ta nói về luật nhân quả thì chúng ta được lợi một, nhưng mà khi mà sự cố xảy ra dù là 1-2% đi chăng nữa, nó cũng sẽ rất nặng, bao nhiêu con người mất. Và đây nó cảnh báo cho chúng ta biết rằng đừng nghĩ rằng quen ai, đừng nghĩ rằng chạy trọt giấy tờ của ai, đến một thời điểm nào đó khi mà sự cố xảy ra, các bạn tưởng rằng các bạn đang đang rất ngon lành, nhưng lại không thể ngon lành đâu các bạn, không thể nào ngon lành. Cho nên là đầu tư gì thì đầu tư, cái đấy là lợi ích cá nhân của anh em, là lợi nhuận của mọi người. Mình cũng nói là mình muốn lợi nhuận mà, ai cũng muốn lợi nhuận cả. Nhưng nếu mà có trường hợp như thế này thì thực sự rất đau lòng các bạn. Các bạn nghĩ bạn chạy được à? Các bạn nghĩ các bạn sẽ thoát được à? Các bạn nghĩ các bạn sẽ gọi là làm xong được rồi các bạn là ok à? Các bạn nghĩ là cái mối quan hệ các bạn ngon à? Các bạn nghĩ các bạn che giấu được người khác, che giấu được giấy tờ các bạn ngon à? Xin thưa là không. Và cũng nói thật là những người mà đang gì ạ, đang sở hữu những chung cư, những cái chủ nhà sở hữu những cái chung cư xây dựng đó từ đời đầu mà đang xây thiếu phòng cháy chữa cháy, dù các bạn có bán rồi trên dưới 10 năm rồi, 7 năm rồi, 8 năm rồi, chắc chắn thời gian tới các bạn sẽ gặp rất nhiều những rủi ro, chắc chắn các bạn sẽ gặp rất nhiều những cái phiền toái.
Bởi vì đang thanh tra toàn bộ lại tất cả những cái chung cư nhà trọ cho thuê, những khu đông đúc dễ xảy ra phòng cháy dễ xảy ra cháy nổ. Các bạn nhìn sang bên karaoke đấy, các bạn nhìn thấy đấy, có mỗi cháy một vài vụ nhưng mà cái số lượng người thương vong không nhiều như thế này. Mà đã còn bị đình chỉ tại đến bây giờ còn chưa được cấp phép nếu không đủ phòng cháy chữa cháy. Còn những người mà cứ đang gọi là hoạt động chui, có thể là che mắt này che mắt kia được, có thể là lỏng lẻo được. Nhưng xin thưa, nếu cái trường hợp mà không may là xác suất rủi ro nó xảy ra ấy, mình nghĩ nó còn nặng hơn nhiều. Không ai mong muốn mà. Có thể nó khách quan rủi ro cháy theo hệ thống, nghĩa là chập điện chẳng hạn. Hoặc là một cái xe nào để dưới tầng 1 nó dò xăng chẳng hạn. Hoặc một lý do nào đó không thể biết được. Và khi nó xảy ra cái đấy gọi là thiên tai hỏa hoạn. Thứ nhất là thủy, thứ hai là hỏa mà nó xảy ra bạn chạy của gì bây giờ. Mà bây giờ các bạn nhìn rất nhiều những cái chung cư mini đấy, và những người đầu tư chung cư mini đấy xây dựng lợi nhuận nhiều. Lợi nhuận nhiều thì phải đi vào những cái con ngõ ngách, xây thật cao lên, thật đông vào, cháy là không chạy được. Bây giờ nó bắt đầu nó mới lộ ra những cái điểm yếu là như vậy. Chứ nếu mà nó không bị như này thì chẳng chẳng ai người ta nói đến điểm yếu này đâu. Đúng không? Các bạn xuống cái khu ví dụ như là khu Thanh Xuân này, khu Nguyễn Trãi này. Đấy, các khu đấy rất là đông. Hai bên khu ngã tư Sở này. Các bạn là người đang sử dụng đi thuê, các bạn đang là người đi mua, hay các bạn đang chỉ là người sử dụng một thời gian ngắn nào đó, các bạn cũng nên bảo vệ cái sức khỏe của các bạn, tính mạng của các bạn. Tất nhiên là nó phụ thuộc vào đồng tiền của mình nữa, nó phụ thuộc vào đủ mọi yếu tố nữa. Nhưng các bạn hãy lựa chọn nào sáng suốt nhất, chứ không bớt vài đồng thà ở xa thì còn hơn. Ở gần bây giờ lại như thế này đấy, là tương lai mình nghĩ là nó còn liên quan đến rất nhiều. Ví dụ như cái nhà ở tập thể cũng thế, đang rất cũ rích rồi, đến một ngày nào đó không may, không phải là gở miệng gở miết gì đâu, cái nào chẳng có liên đại, cái nào mà chẳng có liên hạ, nó có một cái sự cố nào đấy rời khui rời xuôi đất khiến kiểu gì đấy, ma xuôi quỷ quỷ khiến kiểu gì, nó lại làm cho một quả có bài dở. Những cái bài học cho các bạn là đừng nghĩ rằng mình đang xây dựng đầu tư cái chiến lược chung cư mini này, chúng ta quen ai, mối quan hệ chúng ta như thế nào, chúng ta chạy trọt ra làm sao, chúng ta lừa trên nói dối dối dưới như thế nào, khi kim trong bọc nó mới lòi ra, các bạn không chống được đâu. Cái 8 năm rồi, ví như cái trường hợp của cái bị can Nguyễn Văn Minh này, đúng không, chủ chung cư bán 8 năm nay rồi, ai nghĩ rằng là sẽ xảy ra trường hợp này rồi lại bị bắt vô tù, mà những không những vô tù rồi nó còn có cái bản án lương tâm ấy, rằng vì chỉ cái vì lợi nhuận của mình làm cho 56 con người ra đi, chưa nói đến những người đang bị thương. Theo các bạn nó sẽ như thế nào? Nên đầu tư cái gì thì đầu tư. Và nói luôn là cái nhà ở chung cư mini là mất giá. Mất giá ở hai khía cạnh, về tâm lý người dân người ta không dám nữa. Người ta không dám nữa. Tất nhiên là cần nhu cầu cần cấp bách người ta vẫn ở thôi. Ok, có thể các bạn vẫn hot, vẫn bảo là cái số ở kia vẫn các bạn vẫn bán được, vẫn cho thuê được, mình không có nói cái điều đó nữa. Nhưng một cái là cơ quan chức năng sẽ phải vào cuộc để làm sao thanh tra toàn bộ lại những cái chung cư hiện đang có, và cũng ra quyết định việc là gì, nghiệm thu và cho vào khai thác sử dụng các chung cư tương lai về việc đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy hay không, giống như quán karaoke. Thì mất giá ở điểm đấy, các bạn có xin được không, các bạn có chạy được không,
Và nếu các bạn đầu tư vào đó thì các bạn lại bị đội chi phí, tiền của bạn nhiều, lợi nhuận các bạn bị mỏng đi, các bạn có chịu được không? Đúng không? Cái rủi ro lớn nhất đấy thì cũng chẳng ai đề phòng cả. Vì sao các cái khu đô thị người ta hay phải, các cái shop house, các cái dãy liền kề người ta phải thừa cái phần đuôi ra để đặt phòng cháy chữa cháy? Vì sao trong những tòa chung cư người ta phải đi chạy gọi là tập dượt những cái việc phòng cháy chữa cháy? Vì sao mà có hệ thống cảnh báo, đúng không? Nên lại xem xét điều đó, và cũng xin chia buồn với những xin chia buồn với rất nhiều những cái hình ảnh trong cái vụ này, rất đau lòng cho việc 5-6 người mất. Nên là chúng ta phải nghĩ lại, đưa lại ra toàn bộ chiến lược đầu tư của chúng ta làm sao cho hiệu quả. Hãy nghĩ đến về số mạng của con người nhé, chứ không như này rất khổ, được tiền của mình nhưng mà lại làm mất mạng, thiệt hại bao nhiêu như vậy, chưa nói tiền của, rất đau lòng các bạn.